Xin chào mọi người và rất vui được gặp lại mọi người ở cái video về tử vi phong thủy của năm Kỷ Hợi 2019. Thì hôm nay là cái video mình sẽ chia sẻ về cái tuổi Tân Mùi nữ mạng, tức là người mà sinh năm 1991 ha. Thì trước hết là phải nói rằng là người Tân Mùi có khá nhiều cái sự đặc biệt ở trong cái tử vi của mình. Bản thân của người, những người mà mang cái địa chi mùi ấy, thì thường là những người rất là tỉ mỉ, cẩn thận, và coi như là họ có cái sự tiến chậm rãi, thay vì họ là một cái thường là mùi với ngọ là đi chung một cặp địa chi sát nhau. Tuy nhiên là người tuổi ngọ thì gấp gáp bao nhiêu thì người tuổi mùi là nhẹ nhàng bấy nhiêu. Tuy nhiên là người riêng cái người Tân Mùi thì họ lại không có bị như vậy. Cái hai cô gọi là chắc có lẽ là do họ nắm cái thiên can tuổi Tân cho nên là có nhiều điều rất là khác biệt. Thì đầu tiên hết đó là người ta nói là nữ Tân Mùi thì đa phần là những người rất là duyên dáng, thông minh, bản tính thì hồn nhiên, nhưng tình cảm thì cũng gọi là một số người sinh vào các tháng sinh thì không rất là hời hợt, sức sự thay đổi mau chóng. Nhưng mà có những người mà sinh vào tháng sinh mà tốt đó thì họ sẽ có rất là minh bạch trong tình cảm, phân biệt trắng đen, nhanh nhạy, hơn trẻ cùng trang lứa. Tức là người ta nói là người Tân Mùi thì thường là già trước tuổi, rất là nhanh nhạy, thu nhập với tuổi với mạng là tương hợp. Thì sao? Tại vì người tuổi là tuổi Mùi thì nạp âm cũng thành là thổ, mà mạng là mạng thổ, địa chi với lại địa chi là Mùi tương sinh ra chữ Tân, Tân thuộc kim cho nên là gọi là thuận sinh, được tương sinh cho nên là cuộc sống có nhiều xuôi thuận, đặc biệt là các em mà sinh vào mùa hạ, vào tháng 5, tháng 2, tháng 5 và tháng 10 âm lịch là những người tốt số, sẽ có cái sự giàu có, gia đình hạnh phúc, không thì có chồng cũng khá là giỏi giang, coi như là được hưởng cái lợi từ cái tháng sinh của mình. Nghịch sanh lỗi số, thân thì không khổ cực, nhưng duyên nợ thì đa đo, đôi khi là phải đôi ba lần đò. Là người thì mang cái thiên can cái chữ Tân thuộc hành kim nên là người ưa thích cái mới, suy nghĩ mau lẹ, và đặc biệt đó là người chữ Tân này là ví dụ giống như là thích nghe cái gì đó mới mẻ, thích những cái điều mới, có thể là âm nhạc cũng thích cái những cái giai điệu mới, thời trang thì cũng rất là cập nhật, cho nên là phải nói là cái người này nó có gu thẩm mỹ cao cả về giải trí cũng như là mỹ thuật. Tuy nhiên đây cũng là cái khuyết điểm mà của các em, vì là cái bản tính của mình là không có chung thủy với một cái gì, sức thích thay đổi, thiếu sự kiên trì. Đa phần những người mà tuổi khác, mùi khác như là Kỷ Mùi nè, Đinh Mùi, Quý Mùi thì họ đều là những người mà coi như kiên trì. Còn người Tân Mùi thì cái sự kiên trì nó lại thiếu. Ra đời mà gặp cái các em ở tuổi này rồi, nhưng mà là gần coi như 29-30 rồi, nhưng mà ra đời mà gặp chuyện mà khó khăn đó là dễ buông xuôi, dễ chán nản, muốn nghĩ đến nhảy chỗ khác liền. Người Tân Mùi là một trong những người như thế, thích nhảy việc lắm, cái gì mà gặp đụng nản nản là nhảy liền. Tân Mùi nữ mạng, đa phần các em thì có tâm tánh khá là hiền lương, rộng rãi, thường giúp người, không có chịu cái sự mà đứng khoanh tay đứng nhìn mà cái người cô thân mà bị người khác nếu không ngại đấu tranh, cho nên là đòi hỏi sự công bằng, hiếp đáp. Vì vậy thì cũng là một cái người chịu khó, tích lũy phước đức ha. Thật sự mà nói thì người Tân Mùi là người một trong những người nữ tốt số chứ không phải là xấu số, cho nên là thường thì những người này khó, ít có cái tiền vận là khổ cực. Nhưng mà bắt đầu cái giai đoạn mà
vào cái trung vận này, thì người Tân Mùi sẽ có gặp cái nhiều cái biến cố, nhất là về mặt tình duyên. À, cái điều đó là một cái trong những cái mà không có được hay lắm của người Tân Mùi. À, tuy nhiên là về công việc, tuy là cái người do là cái người thức thời, thích những du nhập những cái mới, có thể là thiếu tính kiên trì để mà thành công lớn, nhưng mà để mà đáp ứng, để mà gọi là phải nói là dùng cái gì để gọi là thích nghi, đáp ứng được cái nhu cầu của bản thân, thì không có việc gì là quá to lớn. Có thể nói là người Tân Mùi không có bao giờ phải nghĩ tới cái chuyện mà cơm áo gạo tiền. Họ nghĩ rằng là họ trụ bao nhiêu lâu, làm được bao nhiêu, và cái cơ ngơi của họ sẽ dựng ra sao. Dù là người Tân Mùi nữ mạng, nhưng mà là nữ, nhưng mà là cũng muốn chứng tỏ mình, cũng mộng lớn lắm chứ không phải nhỏ. À rồi, thật sự người ta nói là với cái bản chất mà hiền hòa phúc hậu, hoàn cảnh nào cũng cố gắng phấn đấu, và như chính vì vậy được cái người lớn tin cậy, được cấp trên tin dùng, thì phải nói là càng lớn thì thích, rất là nhiều người thích hợp tác với mình, đề xuất cái này hợp tác cái kia. Càng lớn tuổi thì càng thoải mái và an nhàn, tức là sau mà đại vận, sau đại hạn 10 năm của trung vận thì các em bắt đầu là tích lũy và làm rất là ok. Đó là cái sơ lược cái tử vi cả đời. Thế mà vận vào năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các em thì nó như thế nào? Mạng của các em là lộ bàn thổ, mà gặp năm bình địa mộc, tức là mạng thổ mà gặp năm mộc là tương khắc, bị mộc khắc thổ, chủ xấu về bệnh tật, sức khỏe và bổn mạng có vấn đề, không được ngon lành lắm, cẩn thận cái việc mà tai nạn và bệnh nạn. Làm ăn chính vì bị tương khắc thì cả phúc tinh và tài tinh cũng sẽ phải bị ảnh hưởng xấu đi, cho nên là nhớ cẩn thận. Sao của sao chủ của năm là sao Vân Hớn, một cái ngôi sao đem lại rối rắm nạn tai. Các em mà gặp sao Vân Hớn chiếu mạng dễ sinh chuyện rầy rà trong công việc cũng như gia đạo, toan tính không thành, dễ sinh hao tốn đau ớn. Sao Vân Hớn thì thuộc hành hỏa, nó tốt, nó nói không, nhưng thế mà đối với cái người mạng thổ là tương sinh, hỏa sinh thổ, cho nên là trong cái gian khó cũng có cái may mắn, sẽ vượt qua khó khăn hương hại, đôi lúc là trong cái rủi lại có cái may. Cho nên là chưa chắc gì sao Vân Hớn mà nghe nó xấu như vậy đó, tại vì anh chỉ giải thích cái ngôi sao đó nó như thế nào thôi, chứ mà chưa chắc gì nó đã xấu quá với cái người hành thổ của các em ha. Hạn của năm là hạn ngũ mộ, tức là hao tài mất của. Gặp hạn ngũ mộ chủ về hao tài bất an, cho nên là chớ nên làm cái việc mà gì đó mà không có đoan chính, dễ xảy ra cái việc xấu bất ngờ. Tránh phòng bệnh, phòng tai bay vạ gió và mất trộm. Rồi còn vận niên là một cái vận niên không tốt đẹp, đó là vận niên trư phùng hỏa. Người ta nói gặp vận niên trư phùng hỏa là hoàn toàn bất lợi trong các mối quan hệ làm ăn cũng như môi trường sinh hoạt, gặp những cái việc mà nó không có thuận lòng của mình, chẳng làm càng cố vượt qua thì càng thêm thiệt hại. Với tình trạng này á, thì để giảm bớt cái sự mà khó khăn á, thì không nên làm ăn lớn, không nên bung bét cái gì hết, cũng không nên tạo cái gì mới ở trong cái năm có cái vận niên này. Cần bình tĩnh trong từng ứng xử để giảm phần bất lợi cho các em. Mà để nói giải thích cái hình tượng mà trư phùng hỏa này thì đơn giản lắm, thì mình cứ nghĩ là con là hình tượng cái con lợn mà bị quay lợn quay á, thì có nhiều, chính vì vậy cho nên là nó sẽ có nhiều cái biến cố đột xuất, làm nhiều mà nhưng chưa chắc gì thu được bao nhiêu. Cho nên là phải cố gắng, phải là gặp vận niên trư phùng hỏa thì trong lòng lúc nào mình cũng bất an nóng nảy, phải hay đưa ra những cái quyết định mà mình không có cảm thấy là nó, sau khi nhìn lại mình sẽ thấy ủa sao mình quyết định một cách chống vánh như vậy. Cho nên là các em trong năm nay thì cần bình tĩnh mà suy nghĩ trước tất cả mọi việc, đặt cung cái ký cái gì thì cũng phải cần để ý. Địa chi đó là Tân gặp Kỷ, thì xét về mặt tử vi Tân Kỷ thì bình hòa tự chủ, không hình hại cũng không có tự khác nhau. Tuy nhiên là Kỷ thì thuộc thổ mà Tân thuộc kim, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh nhật có lợi.
Địa chi là mùi gặp hợi, à là hợi mão mùi tam hợp, được địa chi tam hợp của năm, à, là một coi như là một cái sự may mắn tốt đẹp cho gia đạo tình cảm, à, và đôi khi cái người ta nói là tam hợp hóa giải tam tai, là năm nay các em đâu có tam tai đâu, cho nên là nhiều khi nó sẽ là nhờ cái tam hợp này nó tốt cho cái cả cái công việc, nó nâng đỡ cho cái phần thiên can của mình một cách ok hơn. À, như vậy thì rõ ràng là cái năm Kỷ Hợi nó 2019 nó cũng có cái được cái mặt tích cực chứ không phải là cái gì cũng xấu. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành và lượng giải thì can kỷ của năm nó là thuộc âm, ngũ hành sẽ hợp thổ, à, cho nên là trung vận là thiếu cung, thổ sẽ vượng, à, tức là năm nay là năm thổ vượng. À, đối với người mạng thổ mà gặp năm thổ vượng thì có phần lợi ích, à, tuy nhiên là sao hạn thì đều là xấu, à, công danh tài lộc cũng như sức khỏe có thể xảy ra chuyện xấu khó lường. Đây lại là cái năm mà vận niên là rất rất xấu, cho nên là không thể nào không có chuyện mà có kẻ ganh tị tìm cách chống phá, gia đình tình cảm cũng khó mà yên ổn, ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn. Đây là năm mà rõ ràng là xấu nhiều hơn tốt, cuộc sống sẽ báo hiệu là tiếp tục khó khăn chứ không có được suôn sẻ, à, chỉ nên an phận thủ thường, đừng nên tạo lập cái gì mới ở trong năm này, à, nếu như mà tạo lập thì phải nhớ coi cho kỹ ha, tháng có đẹp hay không, ngày có đẹp hay không, chứ không là mệt mỏi. À, còn xét về mặt sự nghiệp và công danh của năm, trên cái phương diện mà các phúc tinh và tài tinh, các cái tinh quân ở bên trong thì nó như sau. Xét về mặt tứ trụ thì với thiên thuận thì địa là địa tổn, cho nên công việc làm ăn về tứ trụ thì tài lộc vẫn tăng, mưu sự thì có người giúp đỡ, nhưng mà với địa tổn thì gia đình tình cảm cũng như sức khỏe có phần bất lợi, à, gia đình có chuyện rối ren, thậm chí là có người đau ốm tai nạn, bản thân phải cần phòng bệnh, à, tại vì nạn là không có rồi, tại vì bệnh nạn do là cái hạn của mình không có nạn, nhưng mà cái bổn mạng của mình là bị thổ, bị mộc nó tương khắc, nhưng mà nhờ năm thổ vượng thì có đi nữa thì có hạn, có nạn, có bệnh, có nạn đi nữa thì cũng nhẹ nhàng, không có đến nỗi nào quá nặng. Tọa cung tiểu vận thì với thiên mã quan phủ tế phá, đi trước thiên hư, thì đây là một trong những cái điều không có tốt của cái tọa cung tiểu vận, đặc biệt là có đà la nè, bệnh nhưng mà bị tuần án ngữ, cho nên là cũng phần nào khống chế bớt cái sự khó khăn. Thiên mã tức là phải di chuyển, di chuyển mà gặp quan phủ xong rồi bị tế phá, gặp thiên hư, như vậy là với cái tọa cung tiểu vận của năm thì tránh di chuyển nhiều, tránh di chuyển nhiều hoặc là tránh đến một cái nơi nào mới sẽ không có nhiều cái tốt đẹp, sẽ có nhiều cái chuyện rầy rà, thậm chí là liên quan đến pháp luật. Bị thiên hư tuế phá mà gặp thiên hư nữa thì rõ ràng là xấu ở trong cái việc di chuyển đến một cái nơi mới, tức là không nên bỏ cái việc cũ đi nhận cái việc mới ở trong năm này, nó sẽ có nhiều cái điều nó không có tốt đẹp. Với là thiên phủ, thiên tướng, thiên trù, hóa quyền tọa chiếu ở trong cái cung tọa cung tiểu vận, cung tiểu vận thì rõ ràng là như đã nói là các em là có gọi là có tài ở trong cái giai đoạn này, tuy là cái năm vừa rồi là cái năm gọi là vừa bị sao xấu rồi vừa bị lục xung bị xung với lại năm, nhưng mà rõ ràng cũng có nhiều điều tốt đẹp ha, công danh tài lộc vẫn tăng tiến, tuy nhiên là năm nay ở trong cái giai đoạn công danh tài lộc ok, cho nên là tài lộc đầy đủ sẽ có hóa giải những cái chướng ngại, sẽ tiến bước trong đường công danh sự nghiệp của mình trong năm nay với những cái sao mệnh như trên. Nếu làm việc ở trong môi trường mà hãng xưởng thì vẫn là một cái năm tổng năm về cái công danh sự nghiệp ok, tuy là không mấy thuận lợi nhưng rõ ràng vẫn có cơ hội để tiến lên. Nếu làm
các em mà làm ở trong cái lĩnh vực mà mua bán thương mại á, thì lợi nhuận vẫn không có suy giảm. Tuy nhiên là cũng sẽ phải có phần khó khăn, bởi vì đây là cái năm cái phần niên nó đem lại. Tuổi của các em á, thì rõ ràng là như đã nói, nếu như ở tuổi của các em mà làm thổ thì khỏi nói rồi, năm nay người mệnh thổ mà gặp năm thổ vượng, mà nếu mà làm cái gì về từ đất thì rõ ràng là năm nay mà rất là ok, không có chuyện gì mà phải khó khăn. Nếu như mà với những cái phúc tinh nhiều như vậy ở trong tọa cung tiểu vận thì sẽ phần nào khống chế được cái thiên không, cái thiên hư và đà la, đặc biệt là bệnh, nhưng mà đều đều những cái sao xấu đó đều bị ông Tuần ông sẽ án ngữ. Sau ông Tuần thì có những cái sao mà nãy giờ mình đã nói, thì tọa chung với nó là hiện có Kình Dương ngộ với Lực Sĩ tạo thành, cho nên là Kình Dương ngộ Lực thì tạo thành một cái gọng kẹt. Tuy là mình có nhiều cái sự xấu, nhưng mà do là cái mình là người quảng giao, cái người mình tiếp thu được cái nhiều cái mới, cho nên là cũng giúp mình một phần nào đó vượt qua những cái chướng ngại dồn dập. Phải nói là ở trong cái tọa cung tiểu vận này á, thì xấu rất nhiều, nhưng mà cũng có một vài cái tốt để mà giúp mình coi như là không phát huy được, nhưng mà mình bảo toàn nó. Rõ ràng đây là một năm đang xen xấu tốt về tọa cung tiểu vận. Còn ở hạn á, thì có phá quân á, là tọa thủ. Đây được coi là một trong những cái phá tinh gây nhiều biến động cho công việc. Tuy nhiên đặc biệt là có Thái Tế, Thiên Khốc, Thiên Hư độc cung ha. Người ta nói Thái Tế nhập hạn không nạn cũng tai, mà đi trước cả Thiên Khốc, Thiên Hư nữa, cho nên là các em cần với cái một cái mạng mà mình bị năm nó tương khắc nữa thì cần cẩn thận nhiều điều, nếu không muốn mà xảy ra những điều bất ổn với bản thân. Đặc biệt là những rối rắm về tình cảm rất là dễ xảy ra. Cung mệnh thì có ngũ quỷ quan phù, đây là cái đó rất dễ sinh tai họa, phòng có người hại. Cho nên là tránh hùng hạp làm ăn hay hụi hè vay mượn, đừng để bạn lôi kéo vào những cái việc mà làm phi pháp, có thể phải đáo tụng đình. Nhìn chung các mặt á, thì năm nay phúc tinh thì ít ha, phá và bại tinh thì nhiều, cho nên công việc làm ăn không không mấy được suôn sẻ, nhưng cũng không đến nỗi thất bại. Gặp chướng ngại khó khăn sẽ có người giúp đỡ mà vượt qua. Có thể có nhiều thay đổi hay gián đoạn, nên cố gắng mà thủ thường cẩn thận tiền bạc mới tránh khỏi cái khó khăn của năm về cái sự nghiệp và công danh. Đối với tuổi của các em, rõ ràng là năm nay nếu như mà người làm buôn bán ở bên ngoài sẽ khó khăn hơn là người làm ở trong cái môi trường quan vật, môi trường mà cần hãng xưởng đồ này kia, chứ không phải là nói là mình chỉ là làm quan làm ở trong nhà nước ha. Còn về mặt tình cảm và gia đạo á, thì nó ảnh hưởng nhiều ở phần địa chi, tức là mình địa chi được năm tam hợp hợi mão mùi, cho nên là với cái tử vi như vậy thời vận không thuận, nhưng mà được cái nữa là gọi là gì tam hợp của địa chi, cho nên tình cảm gia đạo có rầy rà ở trong những cái tháng không không tốt, nhưng mà cũng nói chung là cũng không quá to lớn. Người nếu mà các em đã có gia đình á, người tân mùi của các em á, thì thường á, là những cái người gọi là hơi ngang tàn một chút xíu, tuy nhiên là rất sống do gia đình, cho nên năm nay được năm tam hợp thì chắc là được chồng yêu thương, cũng không có đến nỗi nào đâu ha, cứng đầu một chút xíu nhưng mà vẫn không đến nỗi nào tệ bại. Với thiên hỷ ngộ thiên không, thái tế ngộ kình dương, thì là lời nói dễ sinh mất lòng, đặc biệt là với những người ông già bà già bên chồng ha. Các em này thì vốn dĩ là những cái người này mà thích thay đổi, với lại cái cá tính thiên tính của người tân mùi thì
khó được lòng các bậc phụ huynh mà bên bên Chồng. Lại là năm là Thiên Hỷ, Ngộ Thiên Không, rồi Thái Tuế, Ngộ Kình Dương nữa, thì rất dễ sinh rầy rà, cho nên là cần cẩn thận lời nói, cách đối xử để mà khỏi có mình phải đưa chồng mình vào cái thế ở giữa. Khó xử và bên vợ cũng không được, mà bên bên mẹ cũng không xong, tạo cho cái gia đình luôn luôn có một cái vướng mắc khó chịu. Mà người mà tân bồ của các em mà gặp vướng mắc khó chịu trong gia đạo là thôi thà bỏ kiếm con kiếm thằng khác ha, như vậy là không nên nha. Ở hạn thì không có gì, bình thường không có việc gì hết. Nếu như mà thật sự mà năm nay mà người tuổi Tân Mùi mà đẻ được đứa con Kỷ Hợi thì cũng là một điều rất là tốt đẹp ha. Người ta không con cái thì không nên sợ về mạng, được cái năm là Hợi Mão Mùi tam hợp thì đứa bé nó sẽ tương trợ cho mình về làm ăn, cũng như là nó sẽ nghe lời mình hơn. Còn mà các cô mà chưa có gia đình á, thì với cái tam hợp địa chi, gia đình tình cảm nó cũng dễ sinh, quên là tình cảm nó cũng dễ sinh. Thứ hai nữa đó là đào hoa cũng có vận ở trong mệnh, cho nên là tình cảm có thể là có điều tốt đẹp, không có việc gì đâu phải lo ha. Rồi còn về mặt sức khỏe thì rõ ràng là năm nay sao hạn xấu ha, bổn mạng cũng gặp bị tương khắc, cho nên dễ bị nhức đầu chóng mặt, khí huyết rối loạn, bệnh bệnh nặng chực chờ, cho nên là cần cẩn thận. Đặc biệt là năm nay bổn mạng bất an cho nên lái xe cẩn thận. Tuy nhiên là bổn mạng của mình chỉ bất an thôi, không đến nỗi nguy nan. Người Tân Mùi thì chọn là một trong những người khá là trường mạng, trừ những người sinh vào những ngày tháng mà nó không tốt đẹp. Như vậy thì anh đã chia sẻ xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người nữ Tân Mùi của các em. Thì rõ ràng đó là có nhiều cái điều xấu, tuy nhiên anh hay nói rằng là đức năng thắng số. Có thể là người nào người cũng người tuổi Tân Mùi sẽ bị xấu hơn những gì anh nói, hoặc là bị như những gì anh nói, mà có người sẽ tốt hơn. Tất cả đều được là do cái phúc đức mình sinh ra. Và thứ hai nữa đó là cái phúc tướng mà mình có được. Nhiều khi là vào cái năm xui nhưng mà mặt của mình tự nhiên phúc tướng mình nó sáng lên ha, nó đẹp hơn, nó có chữ phúc hơn, thì nó sẽ giúp mình vượt qua nhiều nhiều cái tốt đẹp hơn. Cho nên là nhiều người hỏi anh đó là tại sao anh coi tử vi thì có phần đúng lắm, nhưng mà em vẫn bị này, em vẫn bị cái kia. Thì anh nhìn người đó xong anh nói là tự nhiên mặt em không có chữ phúc ở chỗ nào hết đó. Nếu như mặt em có chữ phúc của gia đình ha, tướng em có chữ phúc sang trọng này kia, thì cái sự xấu nó sẽ bớt đi. Hai cái vừa số và vừa tướng nó kết hợp lại thì anh mới quyết định được là con người nó 100%. Chứ còn nếu mà về tử vi thì anh chỉ nói thật sự là nó chỉ là tương đối, và thường nó đạt được cái mức chính xác khoảng chữ 70 tới 75% thôi. Còn 25% còn lại thì phải dùng giờ tướng số mình mới có thể tính toán được. Trở lại với video của anh thì anh tiếp tục đến với vận hạn 6 tháng đầu năm. 6 tháng đầu năm của năm Kỷ Hợi 2019 đối với người tuổi Tân Mùi của các em sẽ như sau. Thì đầu tiên là tháng Giêng của năm Kỷ Hợi 2019 là tháng Bính Dần. Cái duy dạng tháng Bính Dần là hỏa, như vậy mệnh là hỏa sinh thổ, bổn mạng được tương sinh tháng rất tốt cho sức khỏe, còn giúp ích cho phúc tinh được tươi sáng hơn. Thiên can là thuộc ngũ hợp chữ Bính, hợp chữ Tân, đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, cho nên là công việc là mọi thứ nó đều ổn thỏa. Thật sự mà nói là tháng Giêng gần như là cái công việc nó chỉ diễn ra sau 10 ngày, sau ngày rằm. Thường là trước ngày đó mình tới nghỉ tới mùng 6, mùng 7, mùng 8, mùng 9, mùng 10 vô là tuần đầu mình không làm việc nhiều. Các em cũng đã thấy rằng là tuy rằng nó chỉ có 2-3 tuần là hết tháng nhưng mà cái công việc nó rất là ok. Địa chi Dần Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương khắc khác nhau. Cho nên là tốt đẹp. Về gia đạo không có việc gì ha, ngày Tết mà không vui sao được. Cái điều đó là mình không nói. Tháng Giêng thì đã qua rồi, các em tự cảm nhận lấy. Tiếp tục là tháng 2, hôm nay cũng đã là ngày 24 tháng 2 rồi. Thì mệnh cũng sẽ giống như là tháng Giêng, tại vì tháng 2 là tháng Đinh Mão, nó thuộc hỏa. Như vậy mệnh hỏa sinh thổ,
bổn mệnh được tương sinh rất tốt sức khỏe, còn giúp cho các phúc tinh và tài tinh phát sáng ha. Hy vọng rằng với phúc tinh và tài tinh của mình nhiều, nó sẽ sáng, nó sẽ hóa giải với cái phá và bại tinh. Tuy nhiên thiên can thì không tốt đẹp, đó là chữ đinh của tháng nó khắc chữ tân. Thiên can bị tháng tương khắc, công việc khó, tránh sỏi cái sự khó khăn, cẩn thận coi chừng mà mất tiền tài. Với chữ đinh khắc tân tháng 2 thì rõ ràng là không tốt đẹp đối với tuổi của các em ha. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp hợi mão mùi. Mình là mùi gặp năm hợi tháng mão về địa chi, cho nên là gia đạo cũng tốt đẹp. Người ta nói hợi mão mùi này tam hợp nó có sẽ hóa giải được phần nào cái sự khó khăn của thiên can đinh khắc tân mang lại. Như vậy là mình tuy là cái tháng này nó có thể được giải là mình nhờ cái bổn mạng tương sinh được cái tam hợp của địa chi sẽ phần nào làm cái chữ đinh khắc tân nó bớt cái tác dụng lại, nó có khó khăn hơn nữa thì các em cũng vượt qua. Cũng còn, nói chung là nói sao thì nói thì cũng còn có một tuần nữa hết tháng rồi ha. Tiếp tục đó là tháng 3 âm lịch, tháng Mậu Thìn, một tuần nữa đến. Thì tháng 3 âm lịch là tháng Mộc, cho nên Mậu Thìn là Mộc, như vậy mệnh là Mộc khắc Thổ. Bản mệnh bị tháng tương khắc, sức khỏe yếu, cẩn trọng, tai nạn và bệnh nạn. Mình đã bị mộc của năm khắc đấy rồi, bây giờ cái bị mộc của tháng khắc nữa thì bổn mạng của mình rất yếu. Khi mà bổn mạng yếu, phúc tinh tài tinh sẽ bị khống chế, như vậy sẽ rất là khó khăn ở trong cái việc mà phúc tinh tài tinh mình có thể cân bằng với lại phá và bại tinh. Thiên can mậu tân thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên mậu thuộc thổ, tân thuộc kim, cho nên là tiếp tục là tương hợp nạp âm ngũ hành của thiên can. Như vậy là công việc tốt, thậm chí là có sinh tài lộc. Tuy là tháng này bản mệnh bị tương khắc, nhưng mà về công việc, về tài lộc, về công danh sự nghiệp, về cái việc làm thì không vấn đề. Địa chi thìn mùi thì nằm trong tứ hành xung thìn tức sửu mùi ha, nhưng mà thìn mùi thì nó cách xa nhau ở trong tứ hành xung, nó cũng không có tác dụng nhiều cái việc khó khăn cho cái tuổi mùi đâu. Cho nên là địa chi có sự xung khắc đi nữa thì cũng là cái chuyện gia chạm nhỏ nhặt ở trong gia đình. Không đến, không đáng nói gì lắm. Chị chủ yếu là sợ là những người không phải là người thân, như là em chồng hay là anh chồng gì đó làm cho mình bực bội, hay là chị dâu gì đó thôi, chứ cũng không phải là người nhà của mình, không phải là chồng mình ha. Tiếp tục là tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tháng Kỷ Tỵ. Tháng Kỷ Tỵ thì cũng thuộc mộc, như vậy mệnh cũng giống như tháng 3, bị mộc khắc thổ. Bản mệnh bị tháng tương khắc, cần cẩn trọng ha. Đặc biệt là hai tháng này của các em rất dễ gặp nạn hoặc là bệnh nạn, cho nên là cẩn thận. Thiên can thì tân kỷ không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thì mậu kỷ thì thuộc thổ, tân canh thì thuộc kim, cho nên là được tương hợp của được tương sinh của ngũ nạp âm ngũ hành của thiên can là thổ sinh kim. Như vậy tiếp tục cũng giống tháng 3, công việc ok, thậm chí là có tài lộc nhưng không lớn. Địa chi tỵ mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Tỵ thì thuộc hỏa, mùi thì thuộc thổ, cho nên là được tương hợp, tương sinh về nạp âm ngũ hành của địa chi, cho nên là tiếp tục là một tháng tốt đẹp cho cái việc gia đạo. Không có việc gì xảy ra. Rõ ràng như vậy thì tháng 3, tháng 4 thì các em nhớ cẩn thận cái việc bổn mạng của mình, giữ bổn mạng của mình cho một cách tốt đẹp ha. Đi ra đường cẩn thận, đừng có ráng làm cái chuyện gì, cũng đừng có chạy ẩu mà để xảy ra cái việc va quẹt, đó không hay. Tiếp tục là tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ. Như vậy tháng Canh Ngọ thì thuộc thổ, mệnh tức là thổ đồng hàng, sức khỏe bổn mạng ok, không phải lo lắng gì. Thiên can tân canh thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp nhau. Tân canh thì thuộc hành kim luôn. Tốt. Địa chi ngọ mùi là thuộc nhóm lục hợp, may mắn hòa hợp trong gia đạo. Ngọ mùi thì là lục hợp, nó còn không những tốt cho gia đạo mà còn tốt cho công việc nữa, như vậy là tốt đẹp ok ha. Rõ ràng là với nãy giờ thì rõ ràng là tháng 5 là tháng tốt nhất trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên là hết tháng 5 là đến tháng 6 là tháng tân mùi luôn. Tháng tân mùi thì thuộc thổ, như vậy là nó là cái tháng năm sinh tháng tuổi của mình, 60 tháng nó sẽ lặp lại một lần.
thì rõ ràng nó sẽ có những cái điều không tốt đẹp. Gặp cái năm này vận niên sao hạn của mình đều không tốt đẹp cả, thì là các em thì anh cực kỳ cẩn thận tháng 6. Không những vì bổn mạng của mình ha, bổn mạng thì không vấn đề, tự vì nó không có khắc mình về bổn mạng ha. Đó là gia đạo và công việc, tháng này rất dễ rầy ra với pháp luật và gây gỗ với gia đạo, cho nên là cẩn thận nhiều điều ở trong tháng 6 này. Người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, đừng có mà để cho mình rơi vào cái tình thế khó khăn. Khi mình biết được nó là khó khăn rồi mà mình còn gọi là cứng đầu thì mình phải chịu. Tháng này thôi thì nhịn nhục mọi điều để mà nhẹ nhàng vượt qua. Như vậy thì anh đã chia sẻ xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của năm 2019 với tuổi của các em. Báo hiệu cũng khá là nhiều điều khó khăn đón chờ các em ở phía trước. Tuy nhiên là hãy dùng đức năng để thắng số mệnh của mình. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp ích được các em trong cái việc lựa chọn cái cách ứng xử của từng tháng cũng như là vận hạn của mình để mà vượt qua. Các em xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ video này cho nhiều người tuổi Tân Mùi biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái tử vi phong thủy có thể là tuổi của mọi người thân trong gia đình hoặc là bạn bè. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.